Việt Nam United đã với Quảng Ngãi. Thủ chính mà luôn cái gì? Vâng. Anh như mày, em xong rồi đó. Chúc cặp thôi chỉ cho. Cái này cứ cầm quay thôi, chút mà cái này nó tắt bấm đây cái lên lại. Nhưng mà đi từ từ hiểu không? Đi từ từ về thôi. Rồi còn tắt muốn pause lại hay sao? Không có pause, cứ quay luôn, không có pause. Chứ ta khi nào ta kêu pause là pause, cứ quay hết luôn. Còn muốn pause thì bấm sao? Thôi, bấm cái này á, pause xong bấm lại nó thâu lại. À. Không được chưa? Cứ đi vòng vòng đi quay qua quay lại. Nhưng mà tao quay trước cho chừng nào mà tao vô tao kêu tao đưa cho mày. Chạy theo đó là YouTube. Để không nói gì vậy con. Thôi đá đi mẹ ơi, nãy hả? Thấp băng lấy này chưa? Không, chưa, còn lâu lắm rồi. Còn có tiền. Mới có mấy chục người phải lên tới vài chục ngàn người. Đúng tiền nó lại. Cái view. Không có đâu, phạt chết. Tụi nó phạt chết. Em mua cái này làm YouTuber này hả? GoPro 9. GoPro 9. Có tiếng luôn. Đồ này, có này. Dạ. Vui không? Hả? Dạ. Thầy con trai ơi. Dạ. Ok. Ủa, đều đá chung phong cho nó vậy? Kỹ kìa. Chết mẹ. Ông Trần Đá Hồng rồi. Thì đó ông Trần Đá Hồng cái xong. Rồi thủ đẩy mà. Không sao. Xin vô cho người ta coi cho sai line tao đá. Có nhiều là thu nhiều quá hả? Có nhiều Seattle thu nhiều không? Cái gì cũng nhiều á, thu nhiều. Ăn nhiều là ăn uống thôi chứ không là dậu nhiều. Tí nó sắp kể đó. Thôi sao đâu. Để cho đã chứ. Thôi sao. Tí nó muốn sắp để cho nó sắp. Đi quay ở cái đường này. Không đưa cho thằng gì con. Lấy bàn. Ốp xa thằng ta. Ốp xa trái này nè. Ốp xa rồi. Ốp xa cái rồi. Anh quên anh trong tay. Trong tay chộp. Lên giữ luôn. Đừng cái vậy. Thông cảm anh, cái biên này hay bị chửi lắm, hồi nãy em biết mà. Ờ, được rồi, chửi. Biên này khán giả đông, bên kia không có khán giả. À, thích vô. Hồi nãy em chạy cái biên này em biết mà. Ừ, giá là mất rồi. Ê, từ từ lại. Đau. Tuổi Hải Đăng trẻ, Quảng Ngãi trẻ. Không kịp bơm oxy rồi lấy tiền. Prion không có. Ông tài không thấy, đá đi. Không phải.
Ê. Ngầu quá không được, từ từ lại. Từ ra thôi. Nhậu quá mà. Quá. Rồi. Trọng tài, trọng tài. Ô, chú Tùng không nhìn con tài sai chú Tùng. Chúng tài dơ rồi, tao không nhìn. Nó không ngó thằng trọng tài biên. Nó không ngó trọng tài biên mà. Trong chỗ mà mẹ thấy được con bên rồi bắt là sao được gây mưa vô bắt. Hay vô liền chờ bấm xong luôn đá gì là sao đàn đá gì là crack sát rồi. Nguyên cái xác á. Chết mẹ rồi, lại thằng nhậu đụ rút ra rồi, chặt tét đó rút rồi. Chị nhậu xong đó. Hai trận lắm má. Nhiều lắm, từ từ đó. Hai trận rồi. Ê nhiều nhiều từ từ nhiều. Nhiều. Cho nhiều ra, đá xấu quá không được. Vô người ta vậy không được nhiều, từ từ lại. Không đau, không đau nhiều. Không đau nhiều. Đá đang quá nhiều. Bỏ cái chuông rồi. Lên tên ơi. Đưa trong nghỉ chạy rồi. Cho hầm mốt hả? Lấy áo của tao hả? Nha. Cái này nó có cái view nó lớn lắm, mày thấy tắt không? Nhưng mà cái này là đang thâu. Bấm này mày cứ đi từ từ thôi, tại cái view nó bự lắm. Dạ. Cái đó pro á. À. Chết già rồi. Sức còn mạnh, sức còn còn sức còn đủ. Khoa tăng cầm tham gia tấn công thôi, khoa ơi. Ồ, đuổi đá lát này ra đi. Rồi sao? Ủa cái gì vậy? Nóng lắm, đổi hả? Nó coi còi khác, nó coi còi khác. Đang đá với Quảng Ngãi 2 điều 3-2 3-2 Thằng nào ăn nó lại. Ông Quang, ở trong.
luôn. Khoa muốn làm bàn. À. Bàn gì? Bàn nhậu hả? Cho đá thẳng thẳng giò đi Khoa sắp nữa. Cho đá 20 phút. Đá chừng nào giơ tay. Giờ giơ tay cho vô tại mình đá. Khả năng đi về rồi. Cho đá thẳng giò luôn. Nào nó mệt tại mình đá tới 2 hiệp. Đó đó đó. Rồi giờ sẽ dừng lại luôn. Muốn đi về luôn ơi. Đó. Ra ra luôn. Giờ đá số 19 rồi. Ôi. Đá luôn kìa, đứng chặn luôn. Đá luôn phá cho mình. Bên này, bên này. Bữa nay cô đừng để ở trên. Thấy nó ngay vậy đó Thịnh. Tấn ngoài đá đâu vẫn tấn. Đá tiền đạo sao chạy về đây vậy? Tại vì ông già ca bị mất giò. Bỏ đi bỏ đi bỏ. 21 trên đá. Trời ơi. Nó đổi rồi, người ta bên trong người ta đổi rồi, mấy mẹ phá rồi, người ta đổi tôi biết mà nó tiếng Việt mà nó phải tiếng Miên đâu. Lên đi sao lên. Mới có 10 phút là bên ta bị mệt căng thẳng rồi đó. Ô nó cụ thiện thủ tao đang bắt. Bắt. Hay quá nhiều. Xong. Trời ơi, qua đi không tới. Ôi. Ôm anh. Vô anh tay. Hay quá. Hay quá anh Sơn. Cầu bên. Đi sao? Lên. Vô anh đau, vô anh đau. Mẹ anh đau, hỏi đi. Bò. Mệt ra anh em. Lũ bò. Trả bánh lợi cho người ta đúng. Thôi đã luôn đi. Trời ơi, chú Tý đã đi đúng rồi đó. Ta thấy cái đầu tiên là cái đá thẳng xuống dưới sao sao truyền cho mình, truyền cho người thứ hai là người ta tưởng là anh của mình. Mình nó đá thẳng xuống. Lấy đi. Hay quá. Không có gì hết, không có gì đá. Ta chê chứ anh cho ông vô thì phải hả? Đúng. Offside rồi kìa. Cái vô cờ vô thẳng tay lên bà hạ xuống chi. Trọng tài phải quay qua đây. Trọng tài phải dòm sai lai nó quay đúng rồi. Đó ăn thua trọng tài chết. Phi vô thổi đi em Thi. Anh Phi vô thổi. Thiệp hai vô thế anh Tùng đổi đi. Má Tùng hỏi cởi ra thì lát đứa nào vô đó cởi ra thôi. Cởi đứa nào vô là cởi áo ra bận áo kia vô thôi chứ giờ ta hết áo rồi ta còn nước. Ở giữa mình đã gãy quá. Gãy là chắc rồi. Ở giữa mình đã gãy quá. Không có giờ sai lai mà luôn, nãy giờ sai lai quá. Khai sáng ra gần lưới hả Kha? Bây giờ làm gì mới em mới ra hả? Chứ Kha đi kìa. Ê Tùng. Đó đó đợi 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 hai còn 6 phút mấy nữa. Tùng ra đây, thằng sắp trong tay. Đâu. Trời sắp. Đắp trong tay. Đó. Rồi giờ phải vô luôn kìa. Vô luôn kìa. Vô luôn phi. Vô luôn kìa. Vô thổi luôn kìa. Vô thổi luôn kìa. Sớt kìa. Sớt trong tay. Sớt trong tay. Trọng tài cũng bị sắp vô. Ủa mấy trọng tài sắp nữa bỏ tay. Đủ cái đỏ ra nữa. Còn 6 phút mấy nữa nha Phi.
không sao đâu, chơi tăng chiều tục. Cái thằng Lai đó mày đang mày đâu biết khỏi. Ê, thôi. Không có nói về con Lai nhà tôi nha. Đổi đó đi, trọng tài. Mình cùng Lai với nhau, không có nói chơi Lai nha. Thằng Lai trắng, thằng Lai miên, hai thằng người đó. Trọng tài chưa ra sân, nó đá mẹ nãy giờ. Đâu trọng tài nổi rồi. Ở Nhân Hòa. Trọng tài Uber. Quay lại tha. Con trọng tài này, trọng tài ghép bờ. Trọng tài ghép bờ. Đúng. Trời ơi. Phào. Phào. Vậy thôi, gì đâu. Không, đúng rồi, dâng lên đè vô. Đúng rồi, hay quá, mạnh lên. Anh Duy kìa. Thấy ai? Chuẩn bị thế bác Chí chú tí chút nói. Không nổi. Đúng rồi. Lát Nhật chuẩn bị vô thế nhiều nha. Mày không đá chung với nhà. Phi em phi. Tại vì qua cái tình huống đó là chỉ dùng 3-5 giây để phải bỏ cả. Không bao giờ phát quả. Đấy bên. Sắp lên tính kìa. Đợi rồi, là banh ra ngoài đó. Banh ra ngoài rồi. Hay lắm chứ coi. Lưng đi. Đâu, đã banh ra khỏi sân đó. Còn 2 phút nữa, đang banh rồi. Rồi. Đi. Hai bên luôn, hai bên luôn. Rồi, thầy đánh tay. Rồi sắp kìa. Sắp vô trong này nè. Mày vô, mày coi vô. Mày coi vô đi. Mày vô. Vô. Bây giờ đi. Cứ chạy vô đi. Để con thằng phá vô. Nó chạy tùm lum éo đi que luôn, không biết đâu đá luôn. Chạy vô khó chân lại. Nó có sức. Chạy vô. Chú Nhật có ổ, chú Nhật bỏ lên YouTube rồi. Bữa nay quýnh mang lính là ăn nha. Quýnh mang lính rồi. Quýnh o mì sát. Kêu là cái gì? Lính mam. ICU. Chính một mẫu du quýnh trên thẳng không? Đâu có gỡ live không? ICU tennis. Không gỡ trên mạng. Tennis? Ghê vậy? Gỡ live thì gọi cho mạng quá. Gỡ có 10 phút rồi. Gỡ live em gọi cho mạng cho mà. Thôi khỏi đi xong. Khỏi chơi. Trên tổng qua the break. Gắt mày sẽ gọi. Gọi em nãy giờ qua the break. Gọi em qua the break.
Không có phò, không có phò. Không có phò, hỏi không phò, tự tắt à. Trọng tài ngó đâu vậy? Trọng tài không thấy. Thêm càng trọng tài thấy nữa hả? Phong. Chạy trong lâm bàn đó quá ta luôn. Cặp chung vệ áo cam dữ quá chứ. Chú mày. Hả? Cặp chung vệ áo cam dữ quá. Sơn tài. Hey, hey, qua đường rét phi. Phi, phi, phi. Qua đường rét. Hết banh đã chứ. Hết banh, hết banh. Ừ, chết lấy chứ nào. Đu. Hay quá chú Thành ơi. Đá tiền về trên giữa mình gãy hết rồi. Anh em xích. Cái gầy vô là chạy xuống nha. Ông ấy vô đá hay quá. Ờ vô chạy xuống mấy người xuống nữa. Không ơi đông quá. Mới có nhiều con nhặt vô nữa chạy xuống nữa. Con vô đi Nhật. Để chú Nhật để đâu? Không, chưa đang thấu mà, đang thấu. Thì mình cứ cầm mày thấu luôn chú. Cầm luôn thấu luôn, kéo luôn. Bây giờ mày đi vòng vòng thấu mấy người này chút thấu luôn. Xong mà làm ơn dùng cái thấy ngồi vậy nè. Hồi nãy ai vô đá thế anh chị vậy? Gì? Vô cho đá giờ. Ok đeo rồi. Ông vô đá bên cánh nha. Dạ Kha vẫn đá cánh cũ. Anh Chí không lại thằng đó. Anh Chí không lại thằng bên bảy. Trong bóp thì mình. Trong bóp phải cho nó đi rồi. Đưa, đưa, có banh không có đưa vậy. Có banh nhìn lên đưa rồi. Nó vô bắt lên cho nó xuống, còn không xuống nó lừa vô rồi, mấy nó muốn chính gì kia. Không có được cùng. Nó quay lại mấy cái trong bắt á. Ever, ever. Nó muốn đá thì nó đá. Nhật cứ chờ vô lại. Phong đá cái đá. Đá xong rồi vô lại không? Con trấn đó anh ha. Dạ. Bây giờ rồi biết. Giờ xíu còn lọ. Dạ. Bây giờ 12:40 anh. Thế. Rồi sao? Rồi sao? Rồi đi về có 20 phút rồi. Mấy giờ anh về? Dễ gì còn trấn nữa mà dễ vậy. Sao lưng đá quỷ cũng không nhẹ người nhảy nó đó nói vậy hay gì người ta đã mệt rồi mình không làm đó cũng có bạn ra đó tìm về hồng phúc thôi chứ lên tướng ngay rồi ra ta sợ đây có mấy tên đợi
Má mới tình không cúng cái mà có nhà mấy trái cho chú chạy cho nó quen. Đủ người đó chị My. 3, 6, 9, 10, 10. Nó thiếu một người. Người nào vô đá trên, giúp cho lại. Đá trên nha, không 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 kém gì cánh thôi nha. Anh sao giữ không được. Sao không có bà giữ không được. Đá chính giữa giữ banh lại chút. Chính giữa giữ banh không được, lại dưới là mệt lắm. Phật gấp. Ấp nhưng mà thằng Tài mày là người cuối cùng. Ê Michael! Michael! Đang qua làng à mày? Tiếp tục. Chú là nè, giữ thái hoàng quá chứ. À. Hồi nãy ra vườn ngàn quỷ thằng Đà Nẵng cái đó. Dạ. Bị trúng đào. Dạ. Slide thổi, đứa nào slide trúng không gì cũng thổi hết, không cho nó slide. Đâu mới chọn bài, tránh mày con thổi con bộ ngon này á. Còn một phút rưỡi nha Phi. Không biết này cầm lên này, nãy tao thổi được cầm lên này, thổi đủ cầm lên quay ra. Xe đấy là đại ơi là đại. Đại ơi là đại. Ra sân đá giống như là có cảm giác như là mình mới đá một trận là mình đá trận thứ nhì vậy. Vô giữa khoa ơi, vô giữa. Làm.
ở giữa mình không có ai hết rồi. Cái dần giữa không có ai hết rồi. Không có ai hết. Hả? Cái bộ vô rồi. Hả? Mấy con ơi! Kìa, hoài kìa! Còn... Phi! Anh Tuấn, anh Tuấn! Cho anh! Anh đâu? Phi! Chuẩn bị hết giờ nha Phi! Anh nào là hết giờ đó! Hôm nay nhiêu rồi Thanh? 50 hoặc 53. 53 rồi. Ghê thiệt. Nước à, nước kìa. Ủa vậy nó cỡ Alimau rồi. Lớn hơn luôn. Lớn hơn Alimau hả? Alimau hả? Anh Tài mới có bốn mấy tuổi rồi chú nói vậy? Nhiều hả? Ủa? Anh Mai. Bà cô đá rồi. Chú ơi. Nó chẳng nào đẹp. Có thì chú ở dưới mình có đồ ổn rồi. Thanh, hồi nãy đồ em để chung cho Phụng không? Chị cũng đồ anh luôn, nó chắc nó Phụng cầm á. Đèn ai chung dễ, ba phải lá dễ. Nó công mình nữa. Vâng. Về là nó công mình nữa, đèn nó đá nữa. Đi fan đá nhanh chút, đi fan đá vậy tụi nó đi chết nha. Má ta sửa cho anh kỹ thuật dây mà nhiều nói cũng ngon hơn. Sá lĩnh của mình nó chân tiền. Bạn ra kìa. Nhậu nó ra kìa. Tao không biết không. Tao đi về là chú. Tao đi về. Mẹ chú. Đó ra là tôi đi về anh mười đâu có kêu rồi. Cái đá này nó đi làm à? Làm gì? Nhiều đồ quá anh. Dạ, nhiều đồ quá. Thứ bảy gì? Còn kịp kìa, cái đưa đồ cho nó ra còn kịp kìa. Đá thôi chuyện nó về. Vũ rồi. Đá cái đá. Đá chú rồi, đá chú rồi. Còn một trận nữa. Ờ, vũ cho nó dưới. Sức rồi đó. Đủ.
Tuấn nè, Tuấn. Ủa mặc đồ đá vũ vậy được nè. Tuấn, chúng tôi mặc áo vậy thôi. Thì phải mặc áo tôi mới biết tôi Tuấn người. Nhiều gió lại nè. Không chờ được hả? Chúng tôi biết. Anh nhìn cho bộ áo đây. Nè áo này nè. Còn ghê chút.